Chào mừng anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với Base Academy. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về ứng dụng Base Test, phần mềm giúp quản trị bài test nội bộ trong doanh nghiệp. Trong video ngày hôm nay, anh chị sẽ được tìm hiểu về lợi ích của phần mềm Base Test cũng như là giao diện của phần mềm. Đầu tiên phải nói về lợi ích. Chúng ta đều biết rằng học cần phải đi đôi với hành. Trong doanh nghiệp cũng vậy, chúng ta có các chương trình đào tạo về nghiệp vụ, về quy trình hoặc là về chuyên môn. Sau các chương trình này, trước khi mà đưa nhân viên vào công việc thực tế thì chúng ta cũng có các bài kiểm tra để đánh giá năng lực xem là người nhân viên đấy đã đạt tiêu chuẩn hay chưa. Khi các công việc, giấy tờ và các giáo trình chúng ta đã đưa lên Internet thì không lý do gì mà một bài kiểm tra chúng ta lại làm bằng giấy. Chính vì thế chúng ta cần một hệ thống để xử lý và lưu trữ các bài kiểm tra của doanh nghiệp. Phần mềm Base Test cho phép các doanh nghiệp đưa các câu hỏi lên trên phần mềm. Câu hỏi đó có thể là dạng tự luận hoặc là dạng trắc nghiệm. Ngoài ra chúng ta có thể mô hình hóa thành từng đề thi hoặc là từng ngân hàng câu hỏi. Người quản lý có thể truy cập vào phần mềm Base Test để gửi bài test cho người nhân viên. Người nhân viên có thể sử dụng điện thoại hoặc là máy tính của mình để hoàn thành bài kiểm tra. Với phần mềm Base Test có thể giúp doanh nghiệp đánh giá và đo lường được tiêu chuẩn của người nhân viên một cách hiệu quả và hợp lý nhất có thể. Thay vì phải sử dụng offline thì chúng ta đã sử dụng online để lưu trữ lại thông tin. Một đặc điểm nổi trội của phần mềm Base Test đó là có thể kiểm tra với số lượng nhân viên lớn trong cùng một thời điểm. Và với những câu hỏi là trắc nghiệm thì phần mềm có thể tự động tính điểm và gửi cho người nhân viên. Đó là lúc mà doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được thời gian và nâng cao được tiêu chuẩn của doanh nghiệp mình lên. Và bây giờ, để tìm hiểu về phần mềm Base Test, mời các anh chị cùng truy cập vào phần mềm để tìm hiểu về giao diện. Để truy cập vào Base Test, các anh chị sẽ chọn vào test.base.vn. Khi truy cập vào đây thì các anh chị sẽ thấy được tất cả các bài test mà mình đã từng kiểm tra. Màu sắc thể hiện cho mức độ điểm số của mỗi người. Ở đây thì tôi đang thấy được tất cả các bài kiểm tra của tôi đã từng trải qua. Ví dụ tôi click vào một bài test bất kỳ. Cơ chế của Base Test cho phép chúng ta có nhiều loại câu hỏi, có thể là câu hỏi trắc nghiệm một lựa chọn hoặc là câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Ở đây thì khi mà người ta kiểm tra xong thì chúng ta có thể show kết quả để cho người nhân viên có thể tự nhìn lại cái bài kiểm tra của mình. Ngoài câu hỏi trắc nghiệm thì hệ thống còn cho phép chúng ta cài đặt sẵn các câu hỏi tự luận để khi mà người nhân viên nhận được đề bài, người nhân viên có thể tự động phản hồi kết quả ngay trên bài thi của mình. Với những câu hỏi là trắc nghiệm thì hệ thống sẽ tự động tính điểm. Còn những câu hỏi về tự luận thì sẽ cần một người quản trị đề thi đưa ra kết quả cuối cùng. Và trong video này tôi sẽ giới thiệu về một vài khái niệm cũng như là một vài giao diện của hệ thống mà anh chị có thể sẽ được sử dụng. Đầu tiên đó là bài test, là tất cả các đề bài kiểm tra mà công ty các anh chị có. Ở đây thì sẽ là nơi để chúng ta quản lý các đề thi cũng như là giao đề thi cho từng nhân viên. Tiếp theo, câu hỏi. Ở đây có thể hiểu là ngân hàng tất cả các câu hỏi trong công ty của các anh chị. Để đến khi chúng ta tạo một đề kiểm tra, chúng ta chỉ việc bốc chọn những câu hỏi mà chúng ta đã tạo trong ngân hàng câu hỏi trước đó. Ngân hàng đề, đây là nơi để mà chúng ta phân bổ các thư mục. Chúng ta có thể hiểu, ngân hàng đề là nơi mà chúng ta chia thành các nhóm lớn. Trong nhóm lớn có từng nhóm nhỏ, và trong những nhóm đề nhỏ này thì chúng ta sẽ có các bài test. Phần khái niệm và thiết lập chúng ta sẽ được tìm hiểu ở video phía sau video này, đó là video giải thích khái niệm và hướng dẫn thiết lập nền tảng cho Base Test. Sau này khi mà mỗi nhân viên đã thực hiện các bài test thì chúng ta có thể theo dõi báo cáo, kết quả làm bài của từng nhân viên tại view báo cáo. Và đó là tổng quan của ứng dụng Base Test. Mong rằng anh chị có thể tìm hiểu và thiết lập được bài test hoàn thiện cho doanh nghiệp của mình. Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lợi ích của phần mềm Base Test cũng như là giao diện của phần mềm test.base.vn. Video tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các khái niệm trên phần mềm và cách thiết lập nền tảng cho Base Test. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe.